Để tiếp tục chương trình ca hát với nhau giao lưu tại quán cà phê thì Trọng Dương cũng xin chúc tất cả các anh em và cô chú anh chị em được luôn luôn dồi dào sức khỏe. Sau đây thì em và Úc sẽ hát bài Dòng Sông Quê Em mà các cô chú anh chị em cùng nhau thưởng thức. Thank you.
Hàng dừa nước lung linh lung mình trong nắng mai. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi chờ giống ca sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh mới về quá à. Nghệ sĩ chứ.